Tiến Thành xin được mến chào tất cả quý vị đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình. Thưa quý vị, máu nhiễm mỡ hay mỡ máu cao là một bệnh lý rất phổ biến ở người trưởng thành và đang ngày càng trẻ hóa độ tuổi. Nếu như chúng ta không phát hiện sớm và không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, thì mỡ máu cao dần dần sẽ hình thành nên những mảng xơ vữa, gây ra tình trạng là hẹp và tắc động mạch, từ đó dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rồi tình trạng là hoại tử chi dưới và rất nhiều những biến chứng nguy hiểm khác. Vậy thì làm thế nào để giúp chúng ta có thể phát hiện sớm bệnh lý mỡ máu cao? Khi mà chúng ta gặp phải bệnh lý này thì chế độ dinh dưỡng như thế nào? Có phương pháp nào để giúp chúng ta có thể là kiểm soát bệnh được hiệu quả hay không? Hoặc là khi nào thì cần điều trị? Và để giúp cho tất cả quý vị có thêm thông tin liên quan đến bệnh lý mỡ máu cao cũng như là giải đáp những thắc mắc vừa rồi thì chương trình Bác sĩ gia đình ngày hôm nay thực hiện chủ đề kiểm soát mỡ máu cao với phần tư vấn đến từ bác sĩ từ Bệnh viện Quốc tế BKMX. Và bây giờ Tiến Thành xin phép được trân trọng giới thiệu bác sĩ khách mời của chương trình ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Nam, trưởng khoa khám bệnh, trưởng đơn vị can thiệp nội mạch Bệnh viện Quốc tế BKMX. Xin được mến chào bác sĩ Trần Văn Nam ạ. Vâng, xin kính chào MC Tiến Thành, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ trên sóng BTV1 với sự đồng hành thực hiện của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ nghiệp BKMX IDC. Nếu như bây giờ quý vị khán giả có những câu hỏi liên quan đến bệnh lý mỡ máu cao, quý vị hãy gọi điện thoại đến số điện thoại tổng đài quen thuộc 02743 844 388 để được trao đổi cùng với bác sĩ khách mời của chương trình. Ngoài ra thì quý vị có thể đặt câu hỏi thông qua số điện thoại Zalo 0966 339 279 và trang fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương và fanpage BTV chuyên đề. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp tất cả thắc mắc của tất cả quý vị. Trước khi cùng đến với phần trao đổi của bác sĩ chương trình, ngay bây giờ Tiến Thành mời tất cả quý vị cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Ôi chị Sáu, sao đang làm mình chị ra đây đứng thẫn thờ vậy? Có chuyện gì không chị? Thì cũng đang có chuyện buồn đi nè, mới ra đây. Em thấy chị đâu làm cái chuyện buồn, con cái thì đầy đủ đề quề quá, sướng chết luôn, buồn gì chị? Nói chung là không phải buồn chuyện đó đâu em. Hôm qua chị đi khám bệnh á, bác sĩ nói chị bị mỡ máu cao á, bị rầu muốn chết luôn nè. Mà chị thấy trong người có triệu chứng gì không mà chị đi khám vậy? Nói chung cũng có nhiều lúc á chị thấy mình hơi mệt mỏi, rồi cũng không muốn ăn, rồi có khi đau đầu, rồi chóng váng á. Dạ. Cảm giác mà mình khó thở nữa. Dạ. Ủa mà em thấy mấy cái triệu chứng này em đi làm cũng có giống như chị vậy, chứ đâu có gì đâu phải lo chị. Trời ơi, em đừng có ý y nha. Chị có tìm hiểu trên mạng rồi đó, là cái bệnh này mà nếu mà dạ, mình không kiểm soát được nó ha, nó nguy cơ là dẫn đến tim mạch đó, rồi đột quỵ nữa, chứ đâu có phải thường đâu. Nghe chị nói vậy em thấy cũng lo quá à. Thôi bữa nào chắc em phải đi khám mà kiểm tra xét nghiệm máu rồi kiểm tra lại quá à. Đúng rồi đó, giờ em cũng đừng chủ quan, bây giờ là em phải đi kiểm tra đi. Dạ. Thôi giờ mình đi làm đi, chứ nãy giờ mình ở đây lâu hồi sếp thấy sếp la chết luôn. Dạ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi một tình huống liên quan đến chủ đề mỡ máu cao. Và quý vị thấy đó, khi mà chúng ta khám sức khỏe, biết rằng mình là đang bị mỡ máu cao thì rất là nhiều người lo lắng. Và cụm từ mỡ máu cao thì rất là nhiều người trong chúng ta đã nghe nói đến, đúng không ạ? Nhưng mà không phải ai trong chúng ta có thể biết được là mỡ máu cao là gì. Mỡ máu cao nó nói lên tình trạng gì của sức khỏe. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay có bác sĩ khách mời Trần Văn Nam, thì xin bác sĩ hãy cho biết là mỡ máu cao là gì và mỡ máu có phải là cái chất chỉ có hại đối với sức khỏe của chúng ta hay không? Vâng, xin cảm ơn Tiến Thành. Thì việc đầu tiên là mình hay nói mỡ máu cao và nhiều bệnh nhân tới rất là lo lắng là khi một cái xét nghiệm ra, họ hay hỏi bác sĩ khám bệnh của mình, bác sĩ ơi, tôi có mỡ không bác sĩ? Mình cũng rất là ngạc nhiên vì chuyện mà mỡ hay là đường hay gì mọi thứ đó là chuyện hàng ngày mà. Yeah. Cho nên mình cần hiểu khái niệm thế này. Trong vật chất mà để tồn tại đến một cơ thể thì ba cái chất mà quan trọng và cần thiết chính mình cần hiểu đó là đầu tiên đó là carbon hydrate, thì hay gọi là chất đường bột đó ha. Cái thứ hai là chất protein
hay là chất đạm đó ha. Và chất thứ ba cực kỳ quan trọng mà mọi người nghe nói là mọi người sợ, nhưng mà nếu mình không hiểu thì mình sợ thật, nhưng mà mình phải bình tĩnh để nghe nó, coi thử nó có tốt hay là nó không tốt và chất đó như thế nào. Thì cái mỡ máu hay là protein máu, mỡ máu hay là lipid máu, đó thực sự là một cái chất cơ bản để duy trì cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có mỡ trong máu thì cũng không được. Quan trọng là chúng ta phải kiểm soát nó cho nó ở mức độ bình thường, nó không gây hại chúng ta. Thì như chúng ta đã biết thì mỡ trong máu hay lipid máu nó sẽ là thành phần quan trọng để tạo nên tế bào của cơ thể, tạo nên màng tế bào của cơ thể. Đặc biệt như tế bào não đó, thì mỡ máu, cái thành phần lipid máu rất là cao. Nếu như mình không có tế bào, không có thiếu đi lipid máu thì cái tế bào não mình cũng sẽ không có tốt, thì mình cũng đâu có sống được. Ngoài ra, mỡ máu hay lipid máu nó cũng là thành phần của những cái hormone, những chất chuyển hóa, nó là chất tạo năng lượng trong cơ thể. Cho nên mình phải hiểu là mỡ máu đầu tiên nó là chất cần thiết cơ bản cho cơ thể. Và mỡ máu không phải là chất hoàn toàn gây hại. Và mình hãy làm sao cố gắng kiểm soát nó thật tốt để nó luôn luôn là chất tốt mà không gây hại cho cơ thể con người. Dạ, vâng ạ. Như vậy thì Thành có thể hiểu là mỡ máu là một thành phần ở trong cơ thể của mình. Nhưng mà với cái tình trạng là nếu như mà mỡ máu đó mà nó có sự tăng cao thì nó mới có thể gọi là có hại, đúng không ạ? Vậy thì đối với mỡ máu, xin bác sĩ chia sẻ là mỡ máu được phân loại như thế nào? Và khi mà phân loại như vậy thì chỉ số nào cho mình biết là mình bị mỡ máu cao ạ? Vâng, thì thường thì mỡ thì được phân loại theo cái khi mình làm một bộ mỡ xét nghiệm bình thường á, thì mình sẽ chia ra có 4 chỉ số quan trọng cơ bản mình cần phải biết. Đó là thường là bác sĩ sẽ cho ra, hoặc phòng xét nghiệm sẽ cho ra những chỉ số. Đầu tiên là cholesterol toàn phần, LDL cholesterol, HDL cholesterol và triglyceride hay gọi là mỡ trung tính. Thì với một cái kiến thức cơ bản với một người bình thường thì chỉ cần hiểu mỡ được phân ra hai loại, mỡ tốt và mỡ xấu. Thì mình sẽ trong chương trình mình sẽ bàn về chuyện mỡ nào tốt, mỡ nào xấu. Thì thường mình dễ dàng nhất đó là cái LDL cholesterol á, nó là mỡ xấu. Tại sao người ta gọi là mỡ xấu? Tại vì nó là chất mà nó tích tụ, nó di chuyển trong cái lòng mạch máu và nó có thể gây tích tụ lại ở cái nội mạc mạch máu, và nó có thể bám vào nội mạc mạch máu và nó bị những cái thực bào, đó là những cái tế bào trong cơ thể ăn nó, và nó sẽ tích lũy lại và tạo thành những mảng xơ vữa. Và từ những mảng xơ vữa đó thì có thể gây những biến chứng tiếp theo. Và cái mỡ thứ hai là mỡ có lợi, thì mình nhớ đó là cái HDL cholesterol. Thì cái thành phần đó tại sao là gọi là cái thành phần có lợi? Tại vì nó làm việc ngược lại, nó sẽ giống như một cái cô lao công, nó thu dọn những mảng mỡ ở trong lòng mạch máu và nó đưa về theo lòng mạch máu, đưa về gan để tạo chất dự trữ. Cho nên mình cần biết mỡ máu thường phân loại cơ bản là mỡ tốt và mỡ xấu. Và gọi là bệnh mỡ máu thì hoàn toàn thực sự là cũng không có chính xác, mà thường gọi ở trong y học thì gọi là rối loạn mỡ máu hay là rối loạn lipid máu. Đó là mỗi cái thành phần trong cơ thể thì nó ở một mức độ cho phép. Khi ở mức độ cho phép thì nó bảo đảm cho cơ thể hoạt động, sinh hoạt và trưởng thành một cách bình thường và không gây ra bệnh tật. Còn khi bất cứ một thành phần nào nó quá thấp hoặc nó quá cao thì nó sẽ gây ra bệnh lý. Ví dụ như mình có thành phần mỡ trong máu là nãy mình nói là mỡ tốt đó là HDL cholesterol. Với cái xét nghiệm thì mình sẽ thấy nó là càng cao càng tốt. Còn nếu thành phần mỡ xấu là LDL cholesterol thì nó càng cao thì càng xấu. Cho nên mình điều chỉnh nó và mình làm sao trong cơ thể mình, một là cân bằng, cái hai là thành phần mỡ tốt càng cao càng nhiều càng tốt, và thành phần mỡ xấu thì mình phải giảm nó càng thấp càng tốt. Đó là cái câu chuyện mà mình cần phải hiểu rõ ràng ở trong cuộc sống. Dạ, vâng ạ. Như vậy thì qua phần chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Nam thì quý vị sẽ thấy là mỡ máu sẽ chia ra làm nhiều nhóm, mỡ máu tốt và mỡ máu xấu. Và một khi mà quý vị đi xét nghiệm cái chỉ số máu á, mà quý vị để ý thấy là cái chỉ số LDL cholesterol mà vượt quá cái mức cho phép á, thì đó là một trong số những cái điều mà chúng ta có thể nhận biết được là chúng ta đang gặp phải cái tình trạng là mỡ máu cao.
Và lúc này thì chúng ta mới cần có những cái giải pháp hỗ trợ. Và trước khi cùng đến với những cái giải pháp hỗ trợ như vậy đó, thì Thành tin chắc chắn rằng là quý vị sẽ đặt ra câu hỏi là nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mỡ máu cao. Tại vì quý vị để ý thấy là đối với mỡ máu cao á, thì sẽ không phân biệt độ tuổi cũng như là cái cân nặng. Thành biết là có nhiều người á, là có cái cân nặng rất là bình thường và vừa phải, nhưng họ khi mà họ đi xét nghiệm, họ đi khám sức khỏe thì vẫn ra cái kết luận là bị mỡ máu cao. Như vậy thì qua chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Trần Văn Nam có thể chia sẻ là nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng mỡ máu cao như vậy ạ? Vâng. Nhân cơ hội này thì cũng đó là câu hỏi mà thắc mắc của rất là nhiều người. Tại vì nếu như suy nghĩ của tất cả mọi người, hiện tại đa số của người dân thì tôi mập, tôi béo phì, cho nên tôi xét nghiệm mỡ máu cao hầu như là bình thường. Những người cũng rất là ngạc nhiên, họ cái cân nặng họ thấp, thậm chí là khi tính BMI thì nó còn ở mức độ gầy nữa, nhưng mà mỡ vẫn cao. Vì vậy cho nên mới nói từ đề cập từ đầu chương trình đó, thực sự là không phải chính xác phải gọi là rối loạn lipid máu, đó là thành phần lipid máu họ bị rối loạn, có nghĩa là những cái xấu thì nó tăng lên và cái tốt thì nó thấp đi, thì nó gây bệnh. Và cái thứ hai, những nguyên nhân nào thường gặp thì người ta chia thành hai nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân thứ phát mà mọi người hay thường thấy, đó là nguyên nhân do mình bị béo phì, lối sống của mình không có tốt, mình ít vận động thể lực, mình hay có lối sống tĩnh tại, thì mình sẽ có nguy cơ rối loạn mỡ máu. Và mình có thể là mình ăn, do ăn mà không có những thức ăn không tốt, ví dụ mình ăn quá nhiều chất béo bão hòa, hoặc là mình sử dụng thịt đỏ, những cái có nhiều chứa nhiều cholesterol. Cái thứ ba là mình bị những cái loại bệnh mà có ảnh hưởng đến rối loạn chuyển hóa mỡ máu, ví dụ như mình bị đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa đường sẽ có kèm rối loạn chuyển hóa mỡ, hoặc là mình bị bệnh tăng huyết áp, thì những cái bệnh đó có thể, hoặc là bệnh suy giáp có thể gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thể mà gây ra bệnh. Ngoài ra mình có một nguyên nhân gọi là nguyên nhân nguyên phát. Nguyên nhân nguyên phát có nghĩa là sao? Có nghĩa là những bệnh nhân đó có yếu tố gia đình, họ có tăng mỡ máu, tăng rối loạn lipid máu mà ở một mức độ rất là cao và phát hiện rất là sớm. Và những đối tượng này rất là cần được quan tâm, vì họ sẽ có nguy cơ về bệnh lý tim mạch hay biến chứng rất là sớm. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, vâng ạ. Có thể nói là qua phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trần Văn Nam thì phần nào quý vị đã biết được là những cái yếu tố nào giúp làm tăng cái nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là bệnh mỡ máu cao, đúng không ạ? Ví dụ như yếu tố về di truyền chẳng hạn nè, rồi bên cạnh đó là mình thấy rằng là do cái chế độ ăn uống của mình thì cũng sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là bệnh mỡ máu sẽ tăng cao. Vậy thì xin bác sĩ chia sẻ thêm là những ai thì mình sẽ có nguy cơ cao gặp phải cái tình trạng này. Vâng, xét về yếu tố nguy cơ thì những người này sẽ có yếu tố nguy cơ rối loạn mỡ máu. Đầu tiên đó là những người béo phì. Yeah. Những người béo phì, thừa cân béo phì. Thì thừa cân béo phì thì mình đánh giá đơn giản nhất là mình tính chỉ số BMI. Nó hoàn toàn không phải là một số cực kỳ chính xác nhưng rất là dễ. Mình có thể tính bằng BMI là mình lấy cân nặng chia chiều cao bình phương. Thì nếu như nó nằm ở trong mức đối với người châu Á của mình á, thì nằm trong khoảng từ 18 đến 23 là bình thường. Những người mà từ 23 BMI 23 trở lên gọi là thừa cân, từ 25 trở lên gọi là béo phì. Thì những người thừa cân béo phì thì là một yếu tố, là những người có thuộc yếu tố nguy cơ cao. Thứ hai là những người mà đang có lối sống mà ít hoạt động, gọi là lối sống tĩnh tại đó, thì họ sẽ có nguy cơ là bị rối loạn mỡ máu. Những người mà đang những mắc cái bệnh như bệnh suy giáp, những bệnh mà bệnh cần phải uống thuốc như đái đường, tăng áp, thì những người này cũng là những người có yếu tố nguy cơ. Dạ. Rồi những người mà có yếu tố gia đình, ví dụ như gia đình họ có bị bệnh lý tim mạch sớm thì họ cũng là những người có yếu tố nguy cơ về bệnh rối loạn mỡ máu, và những người này cần phải tầm soát sớm là một, thứ hai là thường xuyên là hai, để cho đừng có những cái biến chứng hậu quả xảy ra do rối loạn mỡ máu kéo dài. Dạ. Thưa quý vị, đối với lại căn bệnh mỡ máu cao á, đây là một căn bệnh mà diễn biến âm thầm ở bên trong cơ thể của mình. Thành ví dụ nếu như mà chúng ta gặp phải vấn đề về viêm khớp đi, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu rất là rõ ràng. Ví dụ như là mình đi đứng không có được thuận tiện, hoặc là những cái cơn đau nhức, thì mình rất là dễ dàng nhận biết được cái vấn đề liên quan đến ổ khớp của mình.
Nhưng mà mỡ máu cao á, nó lại là một cái tình trạng rất là đặc biệt, là nó diễn biến ở bên trong cơ thể của mình. Vậy thì rất là nhiều quý vị khán giả thắc mắc là vậy thì mỡ máu cao á, nó có những cái dấu hiệu như thế nào để mà mình có thể lắng nghe cơ thể và mình biết được cái tình trạng sức khỏe của mình? Vâng, thì thật sự là mỡ máu cao rất ít có triệu chứng mà bệnh nhân có thể nhận biết được sớm ngay từ đầu. Hầu như là nếu như mà mỡ máu cao mình đợi mà có triệu chứng thì hầu như nó thường là muộn. Những triệu chứng của mỡ máu cao rất là nghèo nàn. Ví dụ có một vài người mỡ máu cao quá thì họ có những cái vết ban vàng ở mí mắt, ở khớp gối hoặc là ở gân a sin, gọi là ban vàng. Thì cái đó là tình trạng mỡ máu quá cao và quá lâu thì mình có thể thấy được, và từ những triệu chứng đó thì người ta đi khám mình phát hiện ra mỡ máu cao. Cũng có một vài người thì họ cảm giác mệt mỏi hoặc là uể oải, hoặc là có vấn đề khác là do nó biến chứng đến gan làm cho họ mệt, ví dụ gan nhiễm mỡ dẫn đến xơ gan hay gì đó, do bệnh lý gan nhiễm mỡ thì họ đi khám thì cũng thấy. Còn đa số những trường hợp xảy ra là do mỡ máu nó những ban đầu nó tích lũy dần dần. Ví dụ như mạch máu của chúng ta ở đây thì mình sinh ra, người trẻ sinh ra trưởng thành hầu như mạch máu rất là trơn láng, và nồng độ mỡ máu do chế độ ăn của những người trẻ hay những em bé thì rất là lành mạnh. Thì nó theo thời gian nó sẽ tích lũy dần dần, có những cái mảng bám, những vệt mỡ nó bám vô thành mạch. Đến một thời gian nữa thì bắt đầu là nó có tạo thành mảng xơ vữa. Mảng xơ vữa mà nó dày hoặc là nó lớn, nó hẹp thành mạch nhiều đi nữa thì người ta mới có triệu chứng. Chứ còn nếu như chưa có nhiều thì nhiều lúc cũng không có triệu chứng luôn. Mà họ sẽ tiếp cận với bác sĩ bằng khi có biến chứng. Có nghĩa một ngày nào đó cái mỡ nó quá nhiều, nó biết tắc lòng mạch, hoặc nó di chuyển gây tắc mạch ở đoạn xa. Hoặc là một ngày đẹp trời nào đó cái mảng xơ mỡ ở dưới lớp nội mạc này nó vỡ ra, nó gây hình thành nên nó tích tụ, nó gây thu hút những tiểu cầu, những cái chất đông máu ở trong máu, nó gây hậu quả. Thì đợi mà có triệu chứng thì nhiều lúc triệu chứng đó là những cái ngày cuối cùng của cuộc đời rồi. Cho nên để mà chờ nó thì lời khuyên là không nên. Mình hãy nên xét nghiệm máu để tầm soát từ những ngày đầu tiên để nó không tích lũy, để không gây những hậu quả nghiêm trọng của rối loạn mỡ máu. Với phần chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Nam thì quý vị sẽ biết rằng là mỡ máu cao á, đây là một trong số những cái căn bệnh mà rất là khó để mà chúng ta có thể nhận biết được bằng cách là mình lắng nghe cơ thể hoặc là chúng ta để ý những cái dấu hiệu của bệnh. Như vậy thì để phát hiện sớm cái căn bệnh này thì chúng ta phải thường xuyên là mình có cái khám sức khỏe định kỳ. Vậy thì quý vị khán giả sẽ thắc mắc là đối với việc khám sức khỏe định kỳ cũng như là mong muốn biết được là mình có bị rối loạn mỡ máu hay là không, vậy thì mình cần làm những cái xét nghiệm gì và có những cái lưu ý gì khi mà mình thực hiện những cái xét nghiệm như vậy ạ? Vâng, thì như đề cập đến phần trước, bác sĩ kể thì hầu như là mình thấy nó quá nguy hiểm. Cho nên nhưng mà không đến nỗi lo lắng quá, tại vì mình có phương pháp để mà phát hiện nó. Mình có nghĩa là mình không chờ đợi. Nhưng mà phương pháp phát hiện thì cũng rất là dễ dàng, tại vì mình có chỉ cần tới mình một cái bất kỳ một phòng khám, một bệnh viện nào đó nào thì có cái phòng xét nghiệm thì người ta vẫn có thể xét nghiệm mỡ máu cho mình. Để ra được bốn chỉ số, thường là bốn chỉ số để mà mình biết mỡ máu cao hay không. Đó là phương pháp chẩn đoán cực kỳ đơn giản và không quá đắt tiền. Đó là hãy tiến hành xét nghiệm mỡ máu định kỳ. Khi mà mình nghĩ đến nó thì mình nên xét nghiệm nó để mình xác nhận nó, chứ không chờ đợi. Vậy và khi mà mình xét nghiệm như vậy thì ra những cái chỉ số mỡ máu thì mình cần phải, không phải là chỉ số đó luôn luôn đúng. Nếu như máy móc có thể đúng, con người có thể đúng, nhưng cái cách làm sai thì vẫn ra kết quả chưa chính xác. Mình có thể điều trị hoặc là tư vấn sai. Thì những lưu ý sau khi mà mình để mà mình có một kết quả chính xác là, thứ nhất là nếu mà xét nghiệm được bộ mỡ chính xác thì mình cần phải nhịn ăn đúng. Thì thường khuyến cáo là nên nhịn ăn tối thiểu là 8 giờ trước khi lấy máu. Và thời điểm lấy máu tốt nhất
là buổi sáng. Thực sự là buổi sáng là tại vì mình qua một giấc ngủ thì thường ít người ăn lắm, cho nên là cũng sẽ đủ cái khoảng thời gian 8 tiếng đúng tối thiểu yêu cầu, cho nên cũng rất là dễ dàng phù hợp. Cho nên thời điểm tốt nhất được lựa chọn đó là thời điểm buổi sáng, nhịn ăn 8 tiếng. Tại vì nếu mà mình nhịn ăn không đúng á thì cái mỡ, cái thành phần mỡ trong máu xét nghiệm, thí dụ như huyết tương mà nó đục thì người ta sẽ là thức ăn làm cho huyết tương nó đục, thì có thể cái thành phần mỡ máu không có, thành phần cái mỡ máu ra cái kết quả nó không chính không xác. Chính xác. Dạ. Rồi thì mình cũng không có nên hoạt động gắng sức quá trong vòng 24 tiếng trước khi lấy máu. Mình không nên một bữa mình bữa ăn trước đó mình ăn quá thịnh soạn, hoặc là mình trước đó mình uống rượu bia, hoặc là mình mất ngủ kéo dài, thì những cái đó nó hoàn toàn không tốt và nó không chính xác cho một cái chỉ số sinh hóa máu mà mình mong muốn. Dạ. Như vậy thì quý vị biết lý do tại sao mà trước khi chúng ta khám sức khỏe định kỳ, lấy máu để xét nghiệm công thức máu là mình phải nhịn ăn, và đặc biệt là ưu tiên thực hiện những xét nghiệm đó vào buổi sáng, đúng không ạ? Bác sĩ Trần Văn Nam cũng đã có sự chia sẻ đến với tất cả mọi người rồi. Thì thường là mọi người sẽ thắc mắc điều đó, nhưng mà mình không biết rõ là lý do tại sao. Thì qua đây thì bác sĩ Trần Văn Nam cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người để giúp cho cái chỉ số máu của chúng ta đó là cho ra là được chính xác hơn. Thưa bác sĩ, như vậy thì đối với lại cái căn bệnh là rối loạn lipid máu, rối loạn mỡ máu đó, thì khi mà mình xét nghiệm xong rồi, mình thấy là cái chỉ số LDL cholesterol của mình là quá cao, là mình đang gặp phải cái vấn đề về rối loạn mỡ máu rồi. Như vậy thì cho Tiến Thành hỏi là mình có cần uống những cái loại thuốc hỗ trợ, ví dụ như là thuốc hỗ trợ hạ mỡ máu chẳng hạn, thì có những cái loại thuốc đó và ai thì mình cần sử dụng những cái loại thuốc đó ạ? Vâng, thì hầu như tỷ lệ mà xét nghiệm ra rối loạn mỡ máu hay còn gọi là mỡ máu cao thì tỷ lệ rất là cao. Mình gặp trên hàng ngày khám thì nó tỷ lệ rất là nhiều. Nhưng mà thực sự không phải ai cũng cần phải dùng thuốc để điều trị. Câu chuyện là đầu tiên á, bất cứ loại bệnh lý chuyển hóa, đặc biệt là bệnh lý mỡ máu, bệnh lý tim mạch, bệnh lý huyết áp, thì câu chuyện đầu tiên cái nền tảng gọi là điều trị nền tảng vẫn là tiết thực và giảm cân. Cho nên nếu như bạn ra xét nghiệm rối loạn mỡ máu nhưng ở mức độ nhẹ thôi, thì hoặc là kèm theo đó là bạn không có yếu tố nguy cơ kèm theo quá cao, ví dụ như bạn không có tăng huyết áp, bạn không có đái tháo đường, thì mà bạn trẻ tuổi nữa, thì bác sĩ sẽ đánh giá yếu tố nguy cơ và hầu như khởi đầu là một cái chế độ ăn, tư vấn cho bệnh nhân một chế độ ăn lành mạnh và thay đổi một lối sống tốt. Và bạn có thể không cần điều trị thuốc trong thời gian đầu, mà đợi sau 1 đến 3 tháng bạn có thể kiểm tra lại bộ mỡ của mình. Nếu như hiệu quả với cái lối sống thay đổi, hiệu quả với cái chế độ ăn thay đổi, thì bạn có thể được bác sĩ tư vấn, khuyến khích mình duy trì lối sống đó và mình sẽ kiểm tra định kỳ 6 tháng đến 1 năm tiếp theo. Còn trong trường hợp bạn có một cái rối loạn mỡ máu, cái bộ mỡ máu của bạn, bác sĩ sẽ đánh giá kèm theo yếu tố nguy cơ về đái tháo đường, về yếu tố gia đình, về yếu tố tăng huyết áp, về nhiều yếu tố liên quan, nó sẽ có một cái công thức đánh giá và có một cái thang điểm để mình đánh giá yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân về mặt tim mạch. Nếu như mỡ máu kèm với những cái yếu tố nguy cơ tim mạch mà nó thấy cao, thì bác sĩ vẫn có thể khởi đầu cho bạn song song là điều trị nền tảng về thay đổi lối sống và tiết thực, thì bắt đầu dùng thuốc hạ mỡ máu cho bạn. Còn đối với những trường hợp mà thí dụ rối loạn mỡ máu, lipid máu gia đình là mình xét nghiệm nó cao lắm, hoặc là bệnh nhân họ xét nghiệm mà cholesterol đầu tiên đã 7, 8, 9, thì sẽ khởi đầu bằng thuốc luôn chứ không chờ đợi. Tại vì nếu mình chờ đợi thì mình có thể quá muộn, tại mỡ máu nó sẽ tích lũy dần và nó sẽ xảy ra biến chứng cho bệnh nhân. Thì mình phải tùy theo yếu tố nguy cơ, tuổi để mà quyết định là dùng thuốc ngay hay là sẽ khuyến khích bệnh nhân thay đổi lối sống hoặc tiết thực trước. Dạ, vâng ạ. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tư vấn trực tiếp bác sĩ gia đình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương. Bây giờ thì chương trình xin được bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi câu hỏi đến từ quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Chào chương trình, tôi có câu hỏi muốn được bác sĩ giải đáp. Tôi biết bệnh mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng, nên người bệnh hay chủ quan không có thăm khám bệnh. Nếu người bệnh không đi thăm khám,
điều trị bệnh thì sẽ diễn biến ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Cảm ơn chương trình. Dạ, xin mời bác sĩ chia sẻ phần hỏi của khán giả vừa rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của khán giả gửi đến chương trình. Câu hỏi của khán giả cũng là điều quan tâm của nhiều người. Vì họ nhiều lúc mà mình có một kết quả rối loạn mỡ máu nhưng mà không được tư vấn tốt, cho nên cũng rất là băn khoăn, không biết là mình phải nên làm gì và mình sẽ tiến triển đến những cái chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nếu như mình biết mình cần phải làm gì hoặc là mình biết hậu quả xảy ra tiếp theo thì thường mình sẽ có một cái ý thức tốt hơn và mình có thể bảo vệ cuộc sống của mình. Ví dụ như bạn rối loạn mỡ máu, bạn đi xét nghiệm mà có rối loạn mỡ máu thì cái câu chuyện có thể là ban đầu như mình nói đó, đầu tiên hầu như rối loạn mỡ máu không có một triệu chứng gì rõ ràng và mình cảm giác là mình còn trẻ, mình khỏe mạnh cho nên mình cũng chẳng quan tâm. Tại vì không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và cũng không có triệu chứng cho nên mình cứ quên, do công việc, do cuộc sống cái mình quên đi, cuốn theo những mọi thứ cuộc sống cái mình quên là mình cũng có bệnh đó nhưng mà mình không biết nguy cơ ra sao nên thôi quên. Đến một ngày nào đó thì mình đã bị tai biến hay gì rối loạn mỡ máu đó. Vì vậy cho nên khi có rối loạn mỡ máu, mình hãy nghĩ rằng mỡ máu là câu chuyện kéo dài và nó tích lũy theo thời gian, tích lũy theo tuổi tác và tích lũy theo cái nồng độ rối loạn mỡ trong máu, đặc biệt là mỡ máu xấu, nó sẽ tích lũy. Cho nên nếu mình không điều trị thì mình sẽ có đầu tiên là từ những vệt mỡ tạo thành những mảng bám, mạch máu sẽ xơ cứng, xơ vữa và nó sẽ hẹp mạch máu, đến một ngày nó hẹp mạch máu. Mạch máu thì đó là hệ thống mà lưu thông máu nuôi tất cả cơ thể, ở đâu cũng có mạch máu cả. Nhưng mà mình thường hay quan tâm đến những cái cơ quan mà quan trọng. Ví dụ như mình hay gặp là đó là nhồi máu cơ tim hẹp quá mà do mỡ máu cao, rồi mảng xơ vữa bóc tách. Nếu nó bóc tách thì gây hội chứng nhồi máu cơ tim cấp, còn nếu không bóc tách thì nó cũng hẹp dần và mình sẽ gây cơn đau thắt ngực và cần phải điều trị. Nếu như mỡ máu mà gây hẹp mạch máu ở não thì mình sẽ gây tai biến mạch máu não do mỡ lấp hoặc là do huyết khối ở não, cho nên mình cũng sẽ nguy hiểm. Hoặc là nếu như mà mỡ máu nhiều mà tích tụ ở gan thì có bệnh lý gan nhiễm mỡ, gây xơ gan, gây những biến chứng khác ở gan. Hoặc là nếu mà mỡ máu cao ở những cái cơ quan khác thì cũng có biến chứng tương tự. Thì mình nên nhớ đến những hậu quả của giai đoạn tiếp theo mà mình có chú ý đến nó và mình phải ngăn ngừa từ xa. Dạ, vâng ạ. Thưa quý vị, qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Nam đến từ Bệnh viện Quốc tế BKMX, thì quý vị sẽ thấy là bệnh lý máu nhiễm mỡ thứ nhất là khó phát hiện. Cái thứ hai, nếu như mà chúng ta không phát hiện sớm, không có những giải pháp hỗ trợ điều trị kịp thời thì rất là dễ xảy ra những cái biến chứng cực kỳ nguy hiểm liên quan đến não bộ, liên quan đến trái tim và thậm chí là liên quan đến lá gan của chúng ta nữa. Vậy thì quý vị sẽ thấy là chúng ta cần có những cái sự quan tâm hơn nữa về bệnh lý rối loạn lipid máu quý vị nhé. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Bác sĩ Gia đình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chương trình được phát sóng từ 15 giờ đến 16 giờ trên kênh BTV1 quý vị nhé. Và tham gia cùng với chương trình đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề là kiểm soát bệnh lý mỡ máu cao thì quý vị hãy gọi điện thoại tổng đài 02743 844388 và quý vị có thể đặt câu hỏi thông qua số Zalo rất là quen thuộc 0966 339 279. Và số Zalo của chương trình cũng đã nhận cuộc gọi và cũng như là thắc mắc đến từ khán giả Hoàng Hải 39 tuổi. Anh có câu hỏi là rối loạn mỡ máu có phải uống thuốc thường xuyên hay không và có cần kiểm tra định kỳ không. Anh còn hỏi là chế độ ăn kiêng như thế nào và nếu như mà uống thuốc đó là phải uống cái loại nào, liều lượng, liệu trình như thế nào. Xin được cảm ơn câu hỏi đến từ anh Hoàng Hải và xin được mời bác sĩ Nam chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Hải, một khán giả cũng nếu như về mặt tuổi tác thì cũng là một đối tượng trẻ mà cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề mỡ máu. Tại người trẻ thì hay chủ quan, nhưng mà một người mà trẻ dưới 40 mà có quan tâm đến sức khỏe thì đó là điều tuyệt vời cho cuộc sống mà mọi người sẽ có cái cuộc sống ngày càng tốt hơn với cái sức khỏe của mình. Thì về cái câu hỏi của anh thì bác sĩ xin trả lời như sau. Cái thứ nhất là mỡ máu thì cần điều trị hay không thì câu hỏi trước đã trả lời rồi. Tức là bác sĩ sẽ đánh giá dựa vào một là chỉ số mỡ máu có quá cao hay không.
đương nhiên nếu mỡ máu mà quá cao, xét nghiệm mà nó cao quá, cholesterol mà 7-8 chấm thì đương nhiên là sẽ bắt đầu khởi động luôn đó. Dạ. Song song với điều trị nền nha, mọi người luôn luôn nhớ là song song với điều trị nền bằng chế độ vận động và tiết thực giảm cân chẳng hạn. Và cái thứ hai là điều trị như thế nào thì cũng tùy thuộc vào mức độ và mỡ máu và mức độ yếu tố nguy cơ. Nếu như mình có bốn nhóm phân loại mỡ máu ra là cholesterol, LDL, HDL và triglycerides thì bác sĩ sẽ phân tích là thành phần nào cao, thành phần nào thấp. Với mỗi thành phần thì có một loại thuốc đặc hiệu khác nhau để mà thí dụ như người ta tăng, mình muốn mà bệnh nhân giảm cái LDL cholesterol thì mình sẽ dùng nhóm thuốc gì, và mình muốn giảm triglycerides thì mình phải dùng nhóm thuốc gì, thì đó là thuộc về chuyên môn và phải đánh giá hàm lượng như thế nào cũng vậy. Thì người ta chia ra là có yếu tố nguy cơ tim mạch cao, yếu tố nguy cơ tim mạch rất cao, yếu tố nguy cơ tim mạch thấp, yếu tố nguy cơ tim mạch trung bình. Thì tùy với cái mức độ yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân mà khi mình đánh giá, mình phải hỏi bệnh, mình phải hỏi tiền sử bệnh nhân, mình phải dựa vào kết quả xét nghiệm. Thì tùy vào kết quả đó mình sẽ kê cho bệnh nhân một liều thuốc tương ứng. Và đương nhiên một cái liều trình dù thuốc hay bất cứ vấn đề gì mà liên quan đến dược phẩm thì nó vẫn là con dao hai lưỡi. Cho nên việc mình uống một loại thuốc mà hạ mỡ máu thì mình bảo đảm an toàn thì hầu như là không có bao giờ có một loại thuốc lý tưởng là hoàn toàn là có lợi mà không có chút có hại nào. Cho nên việc thứ nhất là mình phải tái khám để được theo dõi. Mình theo dõi cái gì? Một là mình phải theo dõi tác dụng phụ của thuốc. Và mình thấy khó khăn gì mình có thể kể cho bác sĩ để bác sĩ có, một là có thể chỉnh thuốc liều lượng, cái thứ hai là có thay đổi nhóm thuốc cho bệnh nhân phù hợp nhất cho bệnh nhân. Cái tiếp theo là khi mình tái khám như vậy thì bác sĩ sẽ cho xét nghiệm định kỳ liệu như cái liều thuốc như vậy đã có thể là với người này đáp ứng tốt nhưng người khác chưa chắc đã đáp ứng tốt, và liều thuốc như vậy có đạt được mục tiêu với một cái nguy cơ điều trị như vậy chưa. Nếu như mà nó chưa đạt mục tiêu thì bác sĩ có thể tăng liều thuốc, có thể là phối hợp thuốc để cho cái điều trị vừa an toàn mà vừa hiệu quả. Dạ, vâng ạ. Hy vọng rằng là với chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trần Văn Nam thì anh Hải cũng sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc của mình. Và Tiến Thành cũng xin được chia sẻ thêm đối với tất cả quý vị là qua phần tư vấn của bác sĩ Trần Văn Nam á, thì quý vị sẽ thấy là bệnh lý mỡ máu cao tuy là nó diễn biến âm thầm và nó khá nguy hiểm, nhưng mà không nhất thiết là chúng ta bị tình trạng là mỡ máu cao thì mình phải uống thuốc ngay lập tức. Và nếu như mà chúng ta uống thuốc thì tất nhiên là chúng ta phải có cái sự tư vấn và chỉ định đến từ bác sĩ, mình không tự động sử dụng thuốc quý vị nhé. Và cũng thông qua số Zalo 0966339279 của chương trình thì chương trình cũng nhận thêm câu hỏi đến từ anh Minh Khoa. Anh Minh Khoa 46 tuổi, anh cho biết là tôi khám sức khỏe phát hiện chỉ số mỡ máu là lớn hơn 6.2. Tôi có đi điều trị và bác sĩ cho một cái loại thuốc duy nhất là uống trong vòng 14 ngày và dặn là cố gắng uống từ 2 cho đến 3 lần như vậy rồi ngưng, sau đó là kiểm tra lại cái chỉ số mỡ máu. Vậy thì xin bác sĩ Nam cho biết là thời gian khoảng bao lâu thì mình mới đi xét nghiệm lại ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Một câu hỏi của anh nêu ra thì có cái mỡ máu là 6.2. Thực sự là cũng 6.2 thì dù là vừa mình, anh không nói rõ là nó là thành phần nào, cholesterol toàn phần hay là LDL hay là HDL hay là triglyceride, nhưng mà với một chỉ số đó 6.2 thì dù có thành phần nào thì nữa thì là gọi là nó đã cao rồi, và mình còn cũng có chỉ định để điều trị rồi. Điều trị thuốc bắt đầu với cái thuốc hạ mỡ máu thì đương nhiên bác sĩ sẽ chọn cái liều lượng, loại thuốc, hàm lượng tùy theo cái thành phần mỡ máu cao cũng như cái mức độ mỡ máu cao và yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân. 14 ngày thì mình hiểu có thể là bác sĩ muốn đánh giá là bác sĩ muốn bệnh nhân tái khám để đánh giá là bệnh nhân có tác dụng phụ gì hay không, để họ có thể điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhân và có tạo cơ hội cho bệnh nhân có thể là than phiền những triệu chứng của mình, hoặc là để mà tái khám để mà bác sĩ động viên hay bác sĩ trao đổi và khuyến khích những bệnh nhân tuân thủ về cái điều trị nền, về tiết thực và vận động cho bệnh nhân để cho bệnh nhân đạt hiệu quả tốt hơn.
Còn bao lâu thì xét nghiệm một lần? Thường là nếu mà điều trị 2 tuần thì thường là chưa cần xét nghiệm. Lý do là mở máu cao nó là một quá trình tích lũy. Cái chuyện mà mở máu cao đó nó cũng có lâu rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Và điều trị cũng phải điều trị xong rồi là mình có thể xuống và mình ngừng. Cho nên là bao lâu xét nghiệm một lần thì thường theo hướng dẫn thì thường là có thể là xét nghiệm sau 1 tháng với xét nghiệm với cái điều trị lần đầu tiên, và 3 tháng đến 6 tháng theo dõi tiếp theo. Còn nếu bệnh nhân tốt thì có thể duy trì họ xét nghiệm sau mỗi 6 tháng đến 1 năm. Dạ, yeah, vâng ạ. Như vậy thì chúng ta đã có thêm thông tin là thời gian nào để mà chúng ta có thể là xét nghiệm để biết được cái chỉ số mỡ máu ở trong cơ thể của mình. Và bây giờ xin mời phòng máy cho chúng tôi biết được thêm thắc mắc đến từ quý vị khán giả. Chào bác sĩ Nam, tôi 50 tuổi, bị cao huyết áp 5 năm rồi. Tôi mới đi khám sức khỏe tổng quát thì bác sĩ cho tôi biết bị mỡ máu cao. Bác sĩ không cho thuốc uống, chỉ nhắc nhở về ăn uống. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị huyết áp cao kèm mỡ máu cao như vậy, liệu có tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe tim mạch không? Bao lâu thì tôi nên xét nghiệm lại mỡ máu? Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng ạ. Với câu hỏi này thì Thành thấy là cũng có một phần bác sĩ Nam cũng đã giải đáp cho quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ Gia đình rồi. Bây giờ thì mời bác sĩ Nam chia sẻ cặn kẽ hơn cũng như là nhắc lại cái phần thắc mắc của quý vị khán giả. Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Bác 50 tuổi, bác có bệnh nền đó là bệnh tăng huyết áp. Thực sự nếu như mà rối loạn mỡ máu kèm với tăng huyết áp với một người nam giới 50 tuổi, nếu như mà tìm kèm theo mà có hỏi mà tiếp xúc với bệnh nhân thì mình sẽ hỏi thêm là bệnh nhân có béo phì hay không, bệnh nhân có bệnh kèm là đái tháo đường hay những cái bệnh lý khác hay không, bệnh nhân có hút thuốc lá hay không, thói quen hàng ngày có vận động hay không, có uống rượu bia hay không, thì có rất là nhiều câu hỏi bác sĩ sẽ hỏi thêm để mà tư vấn tốt hơn. Nhưng với cái nội dung dữ liệu như vậy thì bác sĩ sẽ trả lời như sau. Thứ nhất là nếu như bác có rối loạn mỡ máu nhưng mà cái xét về yếu tố nguy cơ tim mạch của bác sau khi mà bác sĩ khám trực tiếp của bác đó đánh giá là nguy cơ tim mạch thấp hoặc trung bình, tại bác có tăng huyết áp cho nên thường là đánh giá của bác là sẽ là yếu tố nguy cơ tim mạch trung bình, thì bệnh nhân mà mỡ máu cao mà mức độ nhẹ thì bệnh nhân vẫn có cơ hội để thay đổi cái lối sống và tiết thực. Bác sĩ sẽ khi mà quay lại kiểm tra đó thì bác sĩ sẽ kiểm tra lại bộ mỡ của bác sau 1 tháng đến 3 tháng, để nếu như mà cái điều trị nền nó không có đáp ứng hay không ổn thì đương nhiên một chỉ định điều trị mỡ máu là chuyện bắt buộc đối với bác, tại vì cái tăng huyết áp cộng rối loạn mỡ máu là một yếu tố nguy cơ tim mạch tiềm ẩn và bệnh nó sẽ diễn tiến dần dần và có nguy cơ tim mạch về sau. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là đối với bệnh lý liên quan đến rối loạn lipid máu thì thực sự rất là nguy hiểm, và chúng ta cần là có những cái giải pháp như là thăm khám để mà biết được tình trạng sức khỏe của mình kịp thời. Và trước khi chúng ta cùng liên tục chương trình ngày hôm nay với phần tư vấn của bác sĩ Trần Văn Nam đến từ Bệnh viện Quốc tế BKMX, thì bây giờ mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Theo thống kê của Tổng hội Y học Việt Nam, trung bình cứ 10 người trưởng thành ở Việt Nam thì có 3 người bị rối loạn lipid máu hay còn gọi là mỡ máu cao, chiếm tỷ lệ 39%. Riêng ở thành thị là 44,3%. Có hơn 50% phụ nữ từ 50 đến 65 tuổi bị thừa cholesterol trong máu. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rối loạn mỡ máu có liên quan đến 48% trường hợp tai biến mạch máu não, 56% ca thiếu máu cơ tim trên toàn thế giới. Riêng tại Việt Nam, theo thống kê của Hội Phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam, có 200.000 người Việt đột quỵ mỗi năm do rối loạn mỡ máu. Mỡ máu cao là loại bệnh lý đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại hiện nay, có xu hướng trẻ hóa do thói quen ăn uống sinh hoạt không lành mạnh. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh mỡ máu cao trở nên nguy hiểm là do bệnh phát triển âm thầm, người bệnh có rất ít hoặc thậm chí không có bất cứ triệu chứng bất thường nào. Khi không kiểm soát tốt, mỡ máu cao càng ngày càng nghiêm trọng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Với bệnh diễn biến lặng lẽ nhưng biến chứng nguy hiểm như mỡ máu cao, xét nghiệm tầm soát định kỳ là cần thiết. Xét nghiệm này cũng được thực hiện trong các gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ, vừa giúp người bệnh nắm được tình hình sức khỏe bản thân, vừa thay đổi lối sống lành mạnh hơn.
Quý vị thân mến, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị sẽ thấy là rối loạn mỡ máu hay còn gọi là rối loạn lipid máu là một căn bệnh rất là thường gặp và ngày càng trẻ hóa độ tuổi. Đi kèm với đó là những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Vậy thì quý vị có thắc mắc là đối với căn bệnh rối loạn mỡ máu, nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời, chúng ta vẫn duy trì những thói quen xấu hoặc là những nguyên nhân dẫn đến rối loạn lipid máu thì trong một khoảng thời gian lâu dài thì sẽ dẫn đến những biến chứng gì? Và những biến chứng đó thì biến chứng nào là nguy hiểm nhất và có nguy cơ gây tử vong hay không? Vậy thì một lần nữa chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Nam ạ. Vâng, thì mình quay lại với biến chứng của mỡ máu thì nó sẽ diễn ra âm thầm. Và khi mà biến chứng nó diễn ra, đầu tiên mà mình hay kể đến đó là cơ quan là tim mạch. Thứ nhất là đối với tim thì hệ thống mạch máu nuôi tim, động mạch vành á, thì nó cung cấp máu cho tim. Nếu như nó bị mỡ máu bám vào lâu ngày, gây xơ vữa, xơ cứng và hẹp lại do mỡ mảng xơ vữa, thì nó có thể gây lên nên bệnh gọi là bệnh hội chứng mạch vành mạn hay là cơn đau thắt ngực ổn định. Còn nếu như mà nó nguy hiểm nữa thì nó có thể bóc tách hoặc là nó là thu hút những cái yếu tố đông máu tới, làm cho mình có một cơn nhồi máu tim cấp và mình phải đi cấp cứu, và lúc đó là ngàn cân treo sợi tóc, cho nên rất là nguy hiểm. Đối với hệ thống mạch máu khác, ví dụ như ở động mạch thận, thì nếu như mỡ máu bám vào động mạch thận thì có thể làm cho hẹp động mạch thận, nó sẽ khởi phát lên những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp do hẹp động mạch thận, cũng một phần là do mỡ máu. Thì nếu như bệnh nhân mà tăng huyết áp do hẹp động mạch thận, do mỡ máu thì vẫn có thể điều trị được bằng cách là nâng mạch máu, nâng mạch động mạch thận nó rộng ra thì vẫn điều trị được tăng huyết áp, đó gọi là tăng huyết áp thứ phát. Tiếp theo là ở mạch máu ở các chi, ví dụ như mà mình hay thấy là bệnh nhân có những bệnh nhân mà họ bị chân có thể là bị biến đổi tím tái, hoại tử, thì do mảng xơ vữa nó bám vào và làm hẹp mạch máu, làm cho cái mạch nuôi chân nuôi ở chi nó không có đầy đủ, thì có thể gây đau, thậm chí là có thể hoại tử của chi mà mình phải cắt cụt, hoặc là mình phải, nếu mình không can thiệp kịp thời. Tiếp theo là hệ thống mạch não, mình hay nghe từ đột quỵ, thì đột quỵ cũng có thể là do mỡ máu cao gây những mảng bám, mảng xơ vữa, làm cho hẹp cái mạch máu lớn ở trong não. Những mạch máu nhỏ thì nó sẽ âm thầm, mình sẽ không thấy, mình gây thoái hóa não hay sau này. Còn nếu như mà hẹp mạch máu lớn ở động mạch cảnh nuôi não, hoặc là hệ thống động mạch mà não trước, não giữa, não sau, thì có thể gây những biến chứng rất là nặng nề và bệnh nhân có thể đi vào tử vong. Quý vị thấy đó, rõ ràng là đối với lại rối loạn mỡ máu hay còn gọi là rối loạn lipid máu, đây là một cái căn bệnh mà có nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là tử vong, cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta không nên xem thường. Và do là cái căn bệnh này nó nguy hiểm như vậy, cho nên khi mà người dân, người ta nghe nói đến hoặc là chính bản thân họ, người thân ở trong gia đình mà gặp phải cái tình trạng là mỡ máu cao, thì họ sẽ có thói quen là họ sẽ tìm những cái phương cách hỗ trợ, mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một cái cách thức mà nhiều người sử dụng hiện nay. Có những người họ sử dụng là tinh dầu thông đỏ, có những người họ dùng là omega 3, rồi một số cái phương cách khác họ uống mỗi ngày với cái mong muốn là hỗ trợ giảm mỡ máu. Như vậy thì đối với bác sĩ, trong cái quá trình mà bác sĩ thăm khám rất là nhiều năm rồi, thì bác sĩ thấy là những cái phương pháp đó thì thực sự có hiệu quả hay không, và có nên khuyến khích để mà sử dụng hay không ạ? Vâng, thì mình quay lại một lần nữa với thực phẩm chức năng hỗ trợ. Luôn luôn là có một câu là thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Nếu như bất cứ một bệnh lý nào, không riêng gì bệnh lý mỡ máu, thì về mặt mà một viên thuốc mà đưa ra đến người tiêu dùng để đến tay bác sĩ để kê cho một bệnh nhân, thì nó qua rất là nhiều nghiên cứu. Nghiên cứu đến nhiều pha, và mỗi pha đều rất là lâu dài và tốn kém, và nó phải qua được rất là nhiều cấp thẩm quyền để phê duyệt để đưa một loại thuốc vào điều trị bệnh. Thì với cái lời khuyên đơn giản nhất và dễ nhớ nhất là thực phẩm chức năng không phải là thuốc, và nếu mà bị bệnh thì đương nhiên là bệnh thì dùng thuốc chứ không phải thực phẩm chức năng. Mình có thể sử dụng vậy. Nếu nói như vậy thì mình có nên sử dụng những thực phẩm chức năng vừa kể hay không? Thực sự là câu nói là mình ủng hộ hay không thì cũng không hoàn toàn ủng hộ. Vậy mình có chống đối nó hay không thì hoàn toàn cũng không có chống đối, mà chỉ đưa ra lời khuyên. Cái thứ nhất, thực phẩm chức năng là cái chất để hỗ trợ cho cơ thể.
Nếu như mình mà bị rối loạn mỡ máu ở mức độ nhẹ, mức độ mà khi mình đi khám, bác sĩ đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch rằng cái này thấp, cái này nguy cơ thấp và cái này chưa cần dùng đến thuốc, thì mình có quyền dùng thực phẩm chức năng để hỗ trợ cơ thể. Để làm sao? Để mục đích là bệnh lý mỡ máu nó không tiến triển nhiều hơn thì mình vẫn có thể an toàn. Còn nếu như đã được chẩn đoán là mỡ máu cao và cái đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch cao hoặc là rất cao, đặc biệt thì đã kèm với bệnh kèm là bệnh tăng huyết áp, bệnh lý đái tháo đường, hoặc thậm chí những bệnh nhân đã có tai biến rồi, có như bệnh nhân bị bệnh mạch vành rồi, bệnh nhân đã từng xảy ra đột quỵ, bệnh nhân đã từng nhồi máu cơ tim. Nhưng mà nếu như mình nghĩ rằng thực phẩm chức năng thường là người ta sẽ giới thiệu quá một chút, thì mình nghĩ những cái chất đó là nó có thể thay thế được thuốc, thì điều đó hoàn toàn sai lầm. Và mình sẽ có thể dẫn cái người bệnh hoặc là mình hướng dẫn cho một người nào đó đi đến một kết cục không tốt. Dạ. Như vậy thì Thành có thể hiểu là qua phần tư vấn của bác sĩ Trần Văn Nam, thì một khi mà mình đã có bệnh rồi thì chắc chắn là mình phải tìm đến bệnh viện với sự tư vấn của bác sĩ, sử dụng thuốc đúng cách để mang lại cái hiệu quả. Nhưng mà cho Thành hỏi là còn sự kết hợp thì sao ạ? Tại vì Thành biết là có một số người dân khi mà người ta không những là riêng vì gì với bệnh lý là rối loạn lipid máu, mà tất cả các bệnh bên cạnh cái thuốc từ bác sĩ kê toa thì họ còn sử dụng thêm những cái phương cách dân gian, hoặc là uống loại này loại kia, lá này lá nọ để mà họ bổ trợ thêm. Như vậy thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Quan điểm của mình về vấn đề mà thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm chức năng trong vấn đề điều trị mỡ máu, thì nếu như bệnh nhân mà họ đang điều trị vẫn khuyến khích người ta chứ. Nếu như thực phẩm chức năng đó có nguồn gốc rõ ràng, và thực phẩm đó đã được thực phẩm cục quản lý thực phẩm cho phép. Yeah. Thực phẩm chức năng là không thuộc quản lý của dược phẩm, cho nên nó sẽ có cơ quan quản lý khác. Nếu như được cho phép, nguồn gốc rõ ràng thì mình vẫn có thể hỗ trợ. Thì thực phẩm chức năng cũng giống như thức ăn hàng ngày thôi mà. Dạ, cho nên rồi. Nó vẫn xài được. Dạ. Nhưng vấn đề là mọi người đừng, mình chỉ sợ là mọi người nhầm tưởng rằng thực phẩm chức năng có thể thay được thế thuốc, có thể chữa hết tất cả những cái bệnh mà đang có. Dạ. Cho nên họ dùng thực phẩm chức năng, sau đó họ bỏ thuốc mà họ không có điều trị, để cho họ gây hậu quả đến cuối cùng là họ nguy hiểm thôi. Yeah. Còn mình có thể sử dụng được, nhưng mà với điều kiện như vừa trình bày. Yeah. Có rất là nhiều người họ cũng sợ cái tình trạng là mỡ máu cao. Chính vì thế cho nên họ rất là kiêng khem. Họ hoàn toàn họ không dùng mỡ. Họ không hoàn toàn không dùng những cái loại dầu. Những cái loại dầu mỡ là họ kiêng cử hoàn toàn luôn. Vậy thì thưa bác sĩ, điều này có đúng hay không ạ? Câu chuyện cuộc sống có hai thái cực. Một là cái gì nó vừa phải vẫn là tốt nhất. Quá, khi mà quá thì đương nhiên là nó sẽ đến một thái cực khác. Ví dụ như mình được chẩn đoán mỡ máu cao, thậm chí mình chưa có mỡ máu cao. Yeah. Mà mình lo lắng quá thì tại người thân của mình, hàng xóm của mình, mọi người xung quanh nó bị biến chứng mà bác sĩ nói là nó do mỡ máu cao đó. Cho nên mình có lo lắng thái quá, làm cho hầu như là mình không có xài cái gì về mỡ luôn. Thì như đề cập từ giới thiệu lần đầu tiên của câu đầu tiên của chương trình, bác sĩ muốn nhấn mạnh rằng mỡ thực chất không phải là một chất hoàn toàn có hại, mà mình phải có mỡ, tại vì mỡ đó là một trong ba thành phần của vật chất cơ thể, mà cơ thể sống để bảo đảm cơ thể tồn tại và phát triển. Nếu như không có mỡ, không có lipid máu thì cơ thể không thể tồn tại và phát triển được. Cho nên không có nên thái quá cái chuyện như vậy. Và mình phân biệt như thế này nè. Mỡ, nếu như hàng ngày á, mình phải hiểu bản chất của vấn đề. Thứ nhất là mỡ hàng ngày mà mình tiêu thụ nè, có mỡ tốt, mỡ xấu. Ví dụ như một bệnh nhân mà tăng LDL cholesterol thì người ta cần cái gì? Thì người ta cần phải giảm thức ăn có nhiều cholesterol. Thì mình phải hiểu là cholesterol có từ đâu. Cholesterol là phải có từ trong những cái thịt đỏ nè, những cái thức ăn mà không tốt gì, thức ăn chiên xào, thức ăn sẵn, thức nội ăn tạng chế biến sẵn, nội tạng động vật chẳng hạn. Yeah. Thì đó là những cái mỡ máu, nó những cái đó sẽ tăng cholesterol. Cho nên mình có kiêng thì mình hãy kiêng những cái thứ như vậy, chứ không phải là mình kiêng hết tất cả loại mỡ. Rồi thí dụ như một người là tăng thành phần triglyceride, mình phải hiểu bản chất triglyceride ở đâu. Có nghĩa thí dụ một người mà có thừa cân
thì họ phải giảm cân thì tri lý mới giảm. Một người ít vận động thì phải tập vận động thì tri lý mới giảm. Một người uống nhiều bia rượu phải giảm bia rượu. Một người ăn quá nhiều tinh bột, họ nói là tinh mỡ, ăn mỡ thì mới tạo mỡ chứ bác sĩ. Nhưng mà không, nếu như mình sử dụng quá nhiều carbohydrate, tiêu thụ quá nhiều carbohydrate từ chất đường, tinh bột, thì cái chất mà tạo thành tiếp theo dự trữ sau khi mình thừa đó, nó sẽ tạo thành triglyceride. Cho nên nếu một người mà tăng thành phần triglyceride thì mình sẽ có hướng dẫn khác, đó là họ làm sao trong bữa ăn của họ nó giảm bớt carbohydrate, làm sao họ vận động nhiều hơn để cho triglyceride giảm. Chứ còn nếu như mình hiểu không rõ thì mình có một cái thực hành hàng ngày nó sai và thậm chí là nguy hiểm đến sức khỏe chứ không hoàn toàn là có lợi. Dạ. Yeah. Và ngay từ đầu chương trình thì bác sĩ Trần Văn Nam cũng có chia sẻ với tất cả mọi người là không chỉ là những người thừa cân béo phì mới bị tình trạng là rối loạn mỡ máu, mà kể cả là những người gầy, người ốm, khi mà chúng ta bị ở bên trong cái cơ thể của mình bị rối loạn rồi á, thì hoàn toàn có thể là bị tình trạng là mỡ máu cao. Nhưng mà cho Thành hỏi là trong quá trình thăm khám của bác sĩ đó, thì từ trước đến nay có bao giờ bác sĩ bắt gặp là một người thừa cân béo phì, hoặc là họ có cái cân nặng hơi vượt chuẩn chút xíu, nhưng mà khi thăm khám á, thì cái chỉ số mỡ máu của họ bình thường, có trường hợp đó xảy ra không ạ? Tất nhiên thừa cân béo phì như đã đề cập đó chỉ là yếu tố nguy cơ của bệnh, chứ dạ, không phải là chắc chắn một người nào đó thừa cân béo phì sẽ gây bệnh. Và như đề cập như lúc nãy mình nói là để tính đoán người thừa cân béo phì thường là dựa vào chỉ số BMI. Dạ. Nhưng thực sự chỉ số BMI không phải là chính xác hoàn toàn. Một người BMI bình thường nhưng mà họ có thể là thừa mỡ, tại vì họ BMI nó chỉ tính dựa vào cân nặng và chiều cao, nó không xét đến yếu tố là cơ hay mỡ, mà chỉ có mỡ thì mới là xấu. Ví dụ mình đơn giản như một vận động viên như Lý Đức chẳng hạn, BMI chắc chắn là ở mức thừa cân béo phì, nhưng mà người ta còn cơ, người ta không có mỡ. Cho nên còn những người thí dụ như mà BMI nằm trong chỉ số cho phép hay thậm chí là gầy đi nữa nhưng mà cơ không có, chỉ có mỡ thôi, thì nó lại câu chuyện nó lại khác. Hoặc là những người mà tuy là có cái mức BMI tương đối nhưng mà họ chế độ ăn rất là tốt, họ ăn toàn là thức ăn tốt cho sức khỏe, họ lựa chọn thức ăn tốt, ví dụ như dầu thì họ chọn là dầu ăn dầu ô liu, có nhiều lipid bảo hòa, rồi không bảo hòa, rồi họ chọn như họ mỡ thì lipid thì họ chọn thức ăn từ nguồn gốc từ cá, người ta như vậy. Còn họ ăn bổ sung thêm chất xơ, ví dụ như là họ ăn ngũ cốc nguyên hạt, họ có thể ăn gạo lứt, họ có thể ăn những cái thực phẩm như thực phẩm có muối, ví dụ cam, bưởi, cái chất xơ hòa tan, chất xơ thì phân biệt chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan rất là nhiều thì một bữa ăn thịnh soạn đi của họ đi nữa, nhưng họ kèm những thức ăn hòa tan, chất xơ hòa tan thì làm cho cái sự hấp thu của mỡ máu nó không có bao nhiêu hết. Thì lối sống rất là quan trọng. Cho nên là mình không thể dựa vào một người này béo phì, người này thừa cân hay người gầy mà mình đánh giá là cô này có thể bị bệnh hay không. Dạ, yeah, vâng ạ. Thưa quý vị, với chủ đề liên quan đến bệnh lý rối loạn mỡ máu, chúng tôi nhận được rất là nhiều sự quan tâm đến từ quý vị khán giả. Và ngay bây giờ thì xin phòng máy cho chúng tôi được lắng nghe câu hỏi tiếp theo ạ. Chào chương trình bác sĩ gia đình. Tôi 52 tuổi, mới bị mỡ máu cao mấy tháng nay. Cơ thể lúc nào cũng mỏi mệt, không làm gì được. Bác sĩ cho hỏi bệnh mỡ máu cao có chữa khỏi được không? Nhờ tư vấn giúp cách trị bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, một câu hỏi rất hay ạ. Thành cũng thắc mắc là không biết là bệnh lý mỡ máu cao này á có chữa trị dứt điểm được hay không, hay là nó là một căn bệnh mãn tính á. Vâng. Vâng, thì câu hỏi này thực sự là câu hỏi mà sự quan tâm hầu như là chú hỏi cho tất cả mọi người, và mọi người đều rất quan tâm về cái vấn đề này. Xin trả lời như sau. Thứ nhất là mỡ máu cao mà triệu chứng của chú á, là mệt mỏi mọi thứ, thì thực sự là không phải do mỡ máu cao mà do là biến chứng của, có thể là do biến chứng của mỡ máu lên những cơ quan trong cơ thể, ví dụ như cơ quan tim mạch, cơ quan gan chẳng hạn, thì cần phải có những cái xét nghiệm hay thăm dò để mình kết luận là nó biến chứng ở đâu để mà chữa trị một cách tích cực mà có hiệu quả. Cái thứ hai là mỡ máu có điều trị khỏi hay không. Thực sự là điều trị mỡ máu khỏi chứ, tại vì nếu mình có phương pháp điều trị, có thuốc mà, nhưng mà mình phải bắt đầu từ đầu, đó là mình điều trị nền, tiết thực, giảm cân, tăng cường tập thể lực,
Và thứ hai là mình thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt của mình. Thì khi mà mình tư vấn bệnh nhân hàng ngày á, mình hay nói là hãy nhìn cái chế độ ăn của một em bé đi, mình có thể thực hiện được không, mình có thể thực hành được không. Tại vì lối sống khi mà mình trưởng thành, mình bắt đầu là mình có những bữa nhậu nè, mình ăn thức ăn chiên xào nó ngon miệng hơn, rồi mình ăn thức ăn công nghiệp, rồi mình thức ăn chế biến là gà rán hay mọi thứ, mình có thể thực hiện được thức ăn tốt hay không. Đó là mình làm sao để mình thu nhập nhiều loại chất béo mà gọi là chất béo tốt, mà mình hạn chế chất béo xấu đến mức tối đa. Cái thứ ba là mình phải vận động, mình vận động trong khả năng cho phép của mình, mình cố gắng vận động tối đa có thể. Cái thứ tư là mình phải làm sao để có cái lối sống lành mạnh, giảm stress, không uống rượu bia, để lối sống lành mạnh nhất có thể. Và tiếp theo là với sự hướng dẫn của bác sĩ, với sự giúp đỡ của bác sĩ, mình có thể dùng thuốc một cách an toàn, hiệu quả, phù hợp với bệnh của mình. Ví dụ mình tăng thành phần nào thì mình điều trị thành phần đó. Mình ở mức độ yếu tố nguy cơ tim mạch như thế nào thì mình cần phải kiểm soát mỡ máu đến mức tới đâu. Thực sự bệnh mỡ máu là một bệnh kéo dài, cho nên hỏi uống thuốc đến bao lâu, câu hỏi rất là khó trả lời. Nhưng với những người mà trẻ, những người mà không có bệnh lý kèm, những người mà có chế độ, họ có ý thức, họ có thể tiết thực, giảm cân và có ý thức rất là tốt, thì bác sĩ vẫn có thể xem xét giảm liều cho họ, chứ không phải đến nỗi là tất cả bệnh nhân đều phải uống thuốc suốt đời. Thì câu đó nó hơi bị làm cho bệnh nhân khó chịu hoặc là họ cảm giác bi quan. Dạ. Thưa quý vị, như vậy thì với phần trả lời câu hỏi vừa rồi của bác sĩ Trần Văn Nam á, thì Thành thấy là đã bao hàm luôn cả cái lời khuyên để giúp cho chúng ta có thể là phòng ngừa được căn bệnh liên quan đến rối loạn mỡ máu. Vậy thì mỗi phút còn lại của chương trình thì cho Thành hỏi thêm một cái thắc mắc nữa của quý vị khán giả, là đối với căn bệnh rối loạn mỡ máu á, thì mình có thể nào mà mình phòng ngừa nó trước được hay không? Chứ này, từ đầu chương trình tới bây giờ là chúng ta đã trao đổi nhiều việc là gặp phải bệnh này có những cái giải pháp để mà điều trị. Vậy thì cho Thành hỏi là nếu như mà chưa gặp phải bệnh này nhưng mà chúng ta có cái biện pháp nào để mà hỗ trợ mình phòng ngừa hay không ạ? Vâng. Luôn luôn đề cao vấn đề là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại vì một đồng tiền chữa bệnh, một đồng tiền phòng bệnh thì nó giá trị hơn rất là nhiều. Cái chuyện mà để hậu quả xảy ra nó vừa tốn kém mà nó vừa ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ. Cho nên mình may mắn là căn bệnh rối loạn mỡ máu là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Trừ một cái nguyên nhân. Dạ. Trừ một nguyên nhân, mình có kể hai nguyên nhân từ đầu, đó là nguyên nhân nguyên phát và nguyên nhân thứ phát. Nguyên nhân nguyên phát là do yếu tố gia đình, yếu tố gen, thì hầu như là mình phải sống chung, mình phải kiểm soát nó. Chứ nếu mà nói là với mỡ máu mức độ cao, yếu tố gia đình mà dùng những phương pháp phòng ngừa mà để hết mỡ máu thì chắc hầu như không khỏi được. Cho nên trừ nguyên nhân đó. Còn nguyên nhân rối loạn mỡ máu thứ phát là căn bệnh có thể phòng ngừa được. Mà mình phòng ngừa từ khi nào? Mình phải phòng ngừa từ xa, từ sớm, chứ mình không có thể nào đợi khi có triệu chứng hay có hậu quả rồi mình lại quan tâm đến phòng ngừa thì nó đã muộn rồi. Cho nên là mỡ máu vốn là thứ mà không hoàn toàn có hại. Mình hãy giữ mỡ máu hay là lipid máu trong một giới hạn cho phép. Mức cho phép bao nhiêu? Ví dụ như người ta nghiên cứu rằng nếu như LDL cholesterol từ khi mình sinh ra nó là vốn là khoảng 70mg trên decilit. Nếu mình thay đổi chế độ ăn, do mình thay đổi chế độ ăn, thay đổi chế độ sinh hoạt làm cho mỡ máu nó tăng lên, mình hãy có ý thức ngay từ trẻ, mình đừng có để cho mỡ máu cao, đừng để cho nó tích lũy, nó sẽ tích lũy theo thời gian, thì mình có thể hoàn toàn phòng ngừa được cả bệnh và cả biến chứng của mỡ máu. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thành tin chắc chắn rằng là với phần chia sẻ vừa rồi thì tất cả quý vị đã có thêm thông tin kiến thức liên quan đến căn bệnh rối loạn mỡ máu và có những cái phương cách hỗ trợ phòng ngừa cũng như là điều trị quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xin phép được khép lại. Nếu như mà tất cả quý vị vẫn còn câu hỏi mong muốn được tư vấn thì quý vị hãy liên lạc qua số điện thoại 02743-681-681 của các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế BKMX sẽ tư vấn hỗ trợ thêm cho tất cả quý vị. Xin được cảm ơn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMX IDC đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Bây giờ thì Tiến Thành và bác sĩ Trần Văn Nam sẽ được mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình tuần sau với chủ đề điều trị thoái hóa khớp bằng phương pháp phục hồi chức năng. Xin được mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ạ.